Chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một chủ đề nữa. Đó chính là chủ đề về ứng dụng LINE và ứng dụng WeChat. Thì ứng dụng LINE thì được sử dụng phổ biến ở Đài Loan và ứng dụng WeChat được sử dụng phổ biến tại Trung Quốc. Vậy thì để sử dụng hai cái ứng dụng này thì các bạn bắt buộc phải thân thuộc và cũng hiểu biết một số cái từ vựng liên quan đến nó. Cho nên mình xin phép được chia sẻ với các bạn những từ vựng quan trọng về cái hai ứng dụng này. Ok, chúng ta bắt đầu luôn những từ vựng đầu tiên nhé. Từ thứ nhất chúng ta sẽ làm quen, đó là chính là từ WeChat. 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 WeChat có nghĩa là WeChat. WeChat how. WeChat how. WeChat là WeChat rồi, và how ở đây có nghĩa là ID, là mã, là số. Vậy thì WeChat how có nghĩa là WeChat ID. Quấy mà. Quấy mà. Quấy mà có nghĩa là QR code, mã QR code. Sáu mà. Sáu mà. Sáu mà, sáu. Sáu đây là quét, mà đây là mã. Vậy thì sáu mà có nghĩa là quét mã. Tương tự, từ bên cạnh là từ sáu. Sáu đây có nghĩa là scan, là quét rồi. Đấy. Tiếp theo là từ show. 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 Show ở đây có nghĩa là search, là tìm kiếm. Fa xiao xi. Fa xiao xi. Fa ở đây có nghĩa là phát, là đăng. Xiao xi ở đây có nghĩa là tin. Tin nhắn đấy. Vậy thì fa xiao xi có nghĩa là gửi tin nhắn, đăng tin nhắn. Fa ủy in. Fa ủy in xiao xi. Fa ủy in xiao xi. Fa là phát, ủy in có nghĩa là âm thanh. Xiao xi có nghĩa là tin nhắn. Vậy thì fa ủy in là gửi tin nhắn âm thanh rồi, và xiao xi là dạng tin nhắn. Cả cụm từ này thì các bạn có thể dùng riêng là fa ủy in cũng được, nói là fa ủy in người ta vẫn hiểu. Thì ở đây mình bổ sung đầy đủ là fa ủy in xiao xi có nghĩa là gửi tin nhắn thoại. WeChat chư phụ. WeChat chư phụ. WeChat chư phụ ở đây có nghĩa là WeChat Pay. Đấy, phương pháp thanh toán bằng WeChat đấy. Tiếp theo là từ sáu mã chư phụ. Sáu mã chư phụ. Sáu mã là quét mã rồi, chư phụ là thanh toán, là pay đấy. Thì cái từ sáu mã chư phụ có nghĩa là scan QR code để thanh toán. Khai sự pin. Khai sự pin. Khai là mở, sự pin có nghĩa là video. Vậy thì khai sự pin có nghĩa là video call, hoặc là gọi, tức là dạng gọi điện video đấy. Chia miệng. Chia miệng. Chia miệng. Chia miệng này có nghĩa là cái giao diện, cái giao diện của điện thoại màn hình đấy. Léo thiên bay chỉnh. Léo thiên bay chỉnh. Léo thiên là nói chuyện rồi, là chat rồi, bay chỉnh là cái lền. Vậy thì léo thiên bay chỉnh có nghĩa là lền cuộc trò chuyện. Khi mà các bạn muốn thay đổi, bạn đang muốn chat với ai đó thì các bạn muốn thay đổi cái giao diện của cái nền nền cuộc hội thoại đấy, ví dụ như đổi sang hình nền màu xanh đỏ gì đấy, thì đấy, cái đấy gọi là léo thiên bay chỉnh. Tiếp theo là từ léo thiên chi lụ. Léo thiên chi lụ. Léo thiên là nói chuyện, chi lụ có nghĩa là ghi chép, lịch sử. Vậy thì léo thiên chi lụ có nghĩa là lịch sử trò chuyện, lịch sử chat. Pính mụ. Pính mụ. Pính mụ. Pính mụ là ở đây có nghĩa là cái màn hình. Cái màn hình này chỉ dùng chung cho tất cả các loại màn hình nhé các bạn nhé, không chỉ riêng gì điện thoại đâu. Tiếp theo là từ cha ru. Cha ru. Cha ru. Cha là ra, là thêm. Ru là nhập. Vậy thì cha ru có nghĩa là gia nhập,
hoặc là vào nhóm. Quấn trang, quấn trang, quấn trang, quấn trang ở đây có nghĩa là bài viết hoặc là bài báo. San chú, san chú, san chú có nghĩa là xóa, xóa tin nhắn đấy các bạn nhé. Chủy bao, chủy bao, chủy bao, chủy bao ở đây có nghĩa là báo cáo, report. Ví dụ các bạn muốn báo cáo cái bài viết này nó có vấn đề về gì đó, về bản quyền hay cái gì liên quan đến nó không không tốt đến bạn ấy, thì bạn có thể báo cáo cái bài viết đó, đó báo cáo cái tin nhắn đó hạn đấy. Biao chien, biao chien, biao chien, biao chien đây có nghĩa là thẻ tắc ấy, tắc ai đó vào cái nhóm nào đó đấy, đấy gọi là biao chien. Bình luận, bình luận, bình luận, bình luận ở đây có nghĩa là comment hay là gọi là cái bình luận. Chín léo, chín léo, chín léo, chín léo đây có nghĩa là cái group chat, cái nhóm chat của các bạn gia nhập ấy, thì cái đấy gọi là cái chín léo. Bảo chuẩn, bảo chuẩn, bảo chuẩn, bảo chuẩn đây có nghĩa là lưu, là xếp. Chỉ sao, chỉ sao, chỉ sao, chỉ sao là thu hồi hoặc là gỡ bỏ cái tin nhắn các bạn vừa đăng, các bạn nhỡ tay bạn đăng lên hoặc là gửi lên ấy, thì các bạn ấn cái đấy gọi là chỉ sao. Tiếp theo là từ phụ tử, phụ tử, phụ tử, phụ tử có nghĩa là copy. Quyết định, quyết định, quyết định, quyết định là xác nhận. Thông xin lụ, thông xin lụ, thông xin lụ, thông xin lụ ở đây có nghĩa là danh bạ. Thấu xiang, thấu xiang, thấu xiang, thấu xiang đây có nghĩa là cái ảnh đại diện của bạn. Tăng lụ, tăng lụ, tăng lụ, tăng lưu nghĩa là đăng nhập. Mi mã, mi mã, mi mã, mi mã đây có nghĩa là mật khẩu. Mi là bí mật đấy, mi trong trong từ mi mã là mi mi đấy, gọi là bí mật đấy, mà và từ mã đây là cái mã, cái số, vậy thì mi mã ghép lại sẽ là mật khẩu. Thuê chu, thuê chu, thuê chu, thuê chu ở đây có nghĩa là đăng xuất và thoát khỏi ao, khỏi cái tài khoản của các bạn, gọi là thuê chu. Bạn hữu chuyên, bạn hữu chuyên, bạn hữu chuyên, cái này thực ra thì một số theo dịch nôm na thì nó sẽ là gọi là vòng bạn bè, nhưng mà nếu mà theo như mình người Việt mình ấy, thì nghe chữ vòng bạn bè mình sẽ không hiểu là cái gì, thì mình sẽ dịch đại khái nó là cái bảng tin tin của từng nhà ấy. Khi mà dạng như kiểu như các bạn mở Facebook lên ấy, thì nó sẽ có một cái bảng tin ngay từ từ đầu ấy, thì cái đấy gọi là cái thông hiểu trend. Sơ chữ, sơ chữ, sơ chữ, sơ chữ đây có nghĩa là setting, cài đặt. Biểu chính, biểu chính, biểu chính, biểu chính ở đây có nghĩa là sticker đấy, những cái mặt cười, mặt mếu đấy. Vậy thì khi mà các bạn muốn gửi lên thì các bạn nói là pha biểu chính, pha biểu chính, pha là đăng, là phát, là gửi, biểu chính là sticker rồi. Vậy thì pha biểu chính có nghĩa là gửi sticker. Điểm赞, 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 điểm赞ở đây có nghĩa là bấm like,赞 là like nhá,赞 là like, điểm là nhấp, là nháy đấy. Và từ cuối cùng là từ
Léo thiên, léo thiên, léo thiên. Léo thiên ở trong cuộc sống thì gọi là nói chuyện, còn trên mạng, trên các ứng dụng của điện thoại thì léo thiên có nghĩa là chat, là tán gẫu. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong một số cái từ vựng liên quan đến chủ đề ứng dụng Line và chủ đề về WeChat. Hy vọng như một số từ vựng này có thể giúp bạn chia sẻ và thuận lợi hơn khi mà sử dụng các bạn sử dụng cái những cái ứng dụng này. Thực ra những cái ứng dụng này thì nó rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp, thì mình chỉ muốn muốn share để cho các bạn hiểu kỹ hơn, để khi mà các bạn thao tác thì lại được dễ dàng hơn. Ok, thì video đến đây là kết thúc, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.